Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ lấy vợ tầng lớp trung lưu, tặng toàn quà tầm cỡ như lâu đài trên không, tuyên bố không bao giờ ly hôn vì một lý do. Cuộc sống của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani và vợ là bà Nita Ambani luôn là chủ đề được truyền thông quan tâm mạnh mẽ. Hôn nhân nhiều thập kỷ của cặp đôi được ví đẹp như trong chuyện cổ tích, tới nay vẫn luôn hạnh phúc viên mãn. Là tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, ông Mukesh vẫn luôn dành sự chân thành và giản dị cho bà xã, không được đem siêu xe đón người mình thương. Câu chuyện tình yêu của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani bắt đầu từ cuộc hẹn được bố sắp đặt. Vốn là con nhà tài phiệt, vị tỷ phú Mukesh lại không hề xa hoa, phô trương mà luôn toát lên hình ảnh chân thành, giản dị trong mắt đối phương. Trong khi đó, bà Nita với xuất phát điểm là con nhà trung lưu nên rất có thiện cảm với vị tỷ phú Mukesh. Từ khi còn nhỏ, bà Nita vốn đã quen với hình ảnh chân chất, giản dị. Bà thường đi bộ, xe buýt hoặc tàu lửa, ăn những món bình dân và mặc món đồ đơn giản vì vậy khi yêu nhau, bà Nita ép buộc tỷ phú Ấn Độ phải bỏ siêu xe ở nhà, di chuyển tới chỗ của bà bằng phương tiện công cộng. Câu chuyện tình yêu độc đáo và thú vị của ông Mukesh và bà Nita khiến không ít người thích thú. Xuất phát từ gia đình dòng dõi siêu giàu, ông Mukesh lại có thể thay đổi hoàn toàn sở thích, lối sống khi ở cạnh người mình yêu, coi vợ là cả thế giới, cuộc sống toàn màu hồng. kể từ khi về chung một nhà, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh vẫn luôn coi vợ là cả thế giới. Cuộc sống của phu nhân tỷ phú Milkit có nhiều sự thay đổi chóng mặt từ khi kết hôn. Bà sống trong nhung lụa, ở biệt phủ đắt đỏ hàng đầu thế giới cùng với chồng tỷ phú đình đám, tất cả đều toát lên mùi tiền. Dù xuất phát điểm là một người con trong gia đình trung lưu thế nhưng bà Nita lại được đánh giá cao về sự thông tuệ. Bà luôn ở sau hậu thuẫn, giúp đỡ chồng trong công việc mặc dù trước đó nhiều người nghi ngờ khả năng của bà. Có lẽ vì vậy nên bà Nita càng được lòng tỷ phú, lúc nào cũng được chồng yêu chiều và tôn trọng hết mực. Tính tới năm 2021, vợ tỷ phú Milkit đã sở hữu khối tài sản dòng lên đến 100 tỷ USD theo thông tin từ Asia Today. Bà Nita không bao giờ sỏ chân hai lần vào một đôi giày. Bộ sưu tập những món đồ thời trang, phụ kiện hàng hiệu của phu nhân tỷ phú nhiều không đếm xuể nên việc bà chỉ sử dụng giày một lần cũng là điều dễ hiểu. Không dừng ở đó, bộ sưu tập son môi của vợ tỷ phú cũng lên đến 50.000 USD trong đó. Những thỏi son được rát vàng bạc cũng được bà Nita sở hữu. Chưa kể, bà Nita còn thường được chồng tặng những món quà giá trị khiến ai chứng kiến cũng phải ghen tị. Tỷ phú kit từng tậu hẳn một lâu đài trên không giá trị khủng để gửi tặng bà xã. Cơ ngơi lớn nhất mà vị tỷ phú này mang về cho gia đình có lẽ là biệt thự 27 tầng có tới 3 sân bay. Một sân trượt tuyết, Gaza chứa được 168 ô tô. Tòa nhà này chẳng khác gì khách sạn 5 sao, cần 600 nhân viên phục vụ mới đủ. Hôn nhân trung thủy, tuyên bố không bao giờ ly hôn vợ. Tính tới nay, tỷ phú Mukesh và bà xã để ở bên nhau hơn 30 năm. Dù thời gian dài, tình yêu và sự son sắc của cặp đôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Cặp đôi luôn trân trọng đối phương, giữ gìn tình yêu đẹp như trong cổ tích. Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ còn từng tuyên bố sẽ không bao giờ ly hôn bà xã. Thời điểm bà Nita bị chẩn đoán không thể mang thai, ông Mukesh nhận nhiều lời bàn tán trái chiều cho rằng khó có thể kế thừa cơ ngơi kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, đáp lại những lời bàn tán ấy, tỷ phú Mukesh tuyên bố không bao giờ ly hôn bà Nita. Dù có cho tôi bao nhiêu tài sản, tôi cũng sẽ không ly hôn với Nita. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi xác định trong đời và cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi, ông quả quyết. Yếu tố khiến tỷ phú giàu nhất Ấn Độ quyết không ly hôn vợ mặc lời dèm pha có lẽ là bởi tình yêu chân thành từ thời trẻ. Không những vậy, bà Nita còn là người đồng hành với ông trong mọi thăng trầm của cuộc sống, luôn toàn tâm toàn ý vun đắp cho gia đình. Theo Tutu, kiếm được 80 triệu yên trên ngày, cao thủ ẩn danh trên sàn chứng khoán Nhật Bản tiết lộ ba kỹ xảo hốt tiền, ai cũng nên thực hiện.